chúng ta tất cả để vào phòng tập trung. Đúng 8:30 là sẽ diễn ra phút đo trồng cờ cùng đi nữa. Chính thức được diễn ra vào lúc 8:30. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng trung thu của Tuyên Quang là một trung thu rất lớn, đã rất nhiều năm nay. Thì trung thu của Tuyên Quang luôn luôn là điểm đến tuyệt vời nhất đối với du khách trong nước và quốc tế. Và đây là Tuyên Quang, giữa trung tâm thành phố, sông nước